Gì à, sao Mỹ cứ hợp tác với Việt Nam hoài vậy? Ba que đã cay rồi mà hợp tác với Việt Nam có giá trị thương mại, ba que nó cay kệ nó chứ. Bây giờ không hợp tác Việt Nam, không lẽ đi hợp tác với Lào mày? Hỏi gì cũng hỏi nữa. À, Việt Nam không thể nào để có được tự do ngôn luận, quá buồn. Tao cũng buồn cho Mỹ khóa mỏ ông Trump nữa mày ơi. Bây giờ tao cũng muốn ông Trump là tổng thống, tao cũng muốn Twitter nó mở mỏ ông Trump ra mà sao nó không mở, tao cũng buồn quá. Buồn giả mai buồn luôn á, buồn buồn thê lương buồn luôn á. Tại sao bên Mỹ chửi lãnh đạo mà không bị tóm là do chính sách Mỹ hay người Mỹ hiểu tiếng Việt chưa tóm ạ? À, quan trọng là mày chửi sao, mày chửi thử tao nghe coi. Thí dụ như cùng một câu chửi mà bên Mỹ mày không bị tóm mà bên Việt Nam mày bị tóm á thì ok, mày so sánh được. Hiểu không? Chứ đâu phải cái chửi nào cũng như cái chửi nào mày. Nó đâu giờ thằng nào chửi tao nghe thử thôi. Chửi bằng ngôn ngữ tiếng Anh nha. Vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh luôn. Thì mình mới tin. Gì à, Trương Yên là này hổng nó tôi nói nó comment được đó đúng không? À, các công ty tư nhân ổng chơi Facebook, Twitter thì nó không thích nó khóa ổng thôi, không ảnh hưởng gì đến tự do ngôn luận ở nước Mỹ. Điển hình như Mụ An Nhiên vẫn chỉ trích về sự yếu kém của chính phủ Mỹ trong gì trong việc chống dịch. Ờ à, này nó nghe cũng có lý mày, thằng này có trình độ á, thằng này nó có lý, thằng này nói thằng này nó khó bẻ lắm mày ơi, chỉ có gì Nguyễn bẻ được nó thôi à. Nhưng mà cái gì Trương Yên nó trong cái câu này á là nó sai cái điểm này. Mày nói là Twitter, Facebook nó không thích thì nó khóa không thôi, làm gì có. Tất cả những doanh nghiệp bên Mỹ phải hoạt động theo luật của Mỹ, đúng không? Luật của Mỹ, nếu mà trong luật của Mỹ nó ghi rõ là quyền tự do ngôn luận thì mà ông Trump ông nói đúng cái quyền tự do ngôn luận của ông thì không có quyền khóa, không có quyền xóa, đó là mới đúng nha. Nên Trang Yên mày nói câu này nghe nó vẻ có lý nhưng mà thật ra nó lại là vô lý. Thí dụ như ông Trump mà tự nhiên ông đăng video lên, tại sao ông cho ông đăng? Tao chỉ hỏi mày vậy đó. Vậy đó có phải là cái thằng Twitter với thằng Facebook trong cái giai đoạn đó nó vi phạm cực kỳ cái quyền tự do ngôn luận của ông Trump không? Là cái lúc đó đó là cái như là luật của Mỹ nó cũng có một số sơ hở, có một số sơ hở, nhưng mà xui cái á là ông Trump muốn chọt cho đúng cái sơ hở đó nên đâm ra lúc đó là nó lúng túng, nó không biết làm sao hết. Để ông này bót thì cũng chết mẹ, mà không cho ông này bót á thì mang tính là cưỡng bức quyền tự do ngôn luận. Thì bây giờ giữa cái được và cái mất, cái được là cái gì? Cho ông này bót lọ mẹ nó nước, vậy thì thôi tao khóa mỏ ông đi để tôi mang cái tiếng nó nhẹ hơn. Cái đó là cái cách chọn lựa của Mỹ, các bạn phải chấp nhận. Các bạn không được bên Mỹ ở điểm này. Tôi nói giờ tôi là phe rồi đúng không? Các bạn cảm thấy tôi nói phe không? Trong tức là bây giờ cái luật đó là ông Trump ông không có chửi thề đúng không, ông không có kêu là tự sát gì trơn hết trọi hết á, vậy thì cái video của ông Trump nó không có bị vi phạm cái gì cả, và cái tài khoản ông Trump ông cũng không có post cái gì mà nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ok, điểm này đúng không? Vậy thì ông Trump ông phải có quyền post, ông có quyền nói cái ông nghĩ. Nhưng mà xui cái á, nếu mà bây giờ để ông post cái á là fan cứng của ông á là kể như nó bùng nổ lên, nó làm cho Mỹ rối ren lên đó, và có thể là dẫn tới bạo động. Mà thêm cái nữa, phe phái nữa, Twitter, Facebook theo phe dân chủ nữa đó, nên nó phải chọn cái giải pháp nó khóa mỏ ông này. Để cùng lắm các bạn chỉ nói là các bạn chỉ tranh luận được quyền tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận ở trong cái giai đoạn đó chúng ta phải xem xét chút định thì cái tội nó nhẹ hơn không? Nó nhẹ hơn. Đứng dưới góc độ của người sáng lập Facebook, tôi có quyền khóa, tôi không thích đâu được, sao đứng được, phải theo luật của Mỹ chứ đâu có luật mà chơi được rừng mày đúng không? Cái gì cũng phải theo luật Mỹ thôi. Xong rồi ông Trump ông lý lẽ lại, ông nói là tại sao á, mà cái mấy ông tổng thống Iran hay ông nào đó, mấy ông đó đó, rồi xong rồi người ta bót còn ghê hơn nữa, sao ông khóa đi mà tự nhiên khóa của tôi. Nên cái cú đó đó là ông Trump ông mang một cái ấm ức, đúng không? Mang một cái ấm ức nó khó tả, mà tất cả fan của ông Trump giống như ngậm một cái cục lửa trong cổ họng vậy đó, nó khó chịu lắm các bạn, rất là khó chịu, nhưng phải chấp nhận thôi. Bích tách nằm trong tay tao, tao có quyền chịu, chơi không lại thua cú đó. Chứ còn ví dụ như ông Trump ông nói á là gian lận bầu cử thì cái đó có thể là ông tung thuyết âm mưu, có thể là ông nói không chứng cứ hay là như thế nào. Cái điểm đó thì Trump hơi bị sai tí. Nhưng mà còn cái lúc mà gọi là khóa tài khoản ông kiểu đó không phục mà tới giờ này chưa thả nữa, bởi vì ông cụ Trump có quyền không phục. Ở ngoài đời mà cứ mang cái suy nghĩ tự do ngôn luận thì có ngày tự nhiên vỡ mồm, chuyện đó đương nhiên. Em thấy ông Trump phe chủ nghĩa cá nhân hơn là chủ nghĩa dân tộc anh ạ. Lúc nào ông cũng kích động để thỏa mãn cái tôi của ông ấy. Ừ, quan điểm của em thì cũng có một phần đúng.
Bị sỉ nhục là ký sinh trùng, sao không dám nói lại, thế là tự do im lặng à? Đúng, chính xác. Nó có nó là cái quyền tự do chịu nhục nữa mà. Có quyền tự do ngôn luận thì cũng phải có thêm cái quyền tự do chịu nhục nữa. Người ta nói gì nó mình phải luồn cúi đồ nhịn nhục để này nọ kia kiếm phiếu đồ. Đang trong đai trong bầu cử chính trị nhạy cảm nên khóa ông Trump có giá trị thương mại hơn. Bầu cử xong ông Trump là lập mạng riêng, mạng xã hội riêng nên nhốt ạt nó luôn ha. Ây à, thằng này hỏi hay nè bạn. Tại sao Việt Nam chưa có luật biểu tình? Mời Duy Nguyễn trả lời. Rồi ok, để trả lời câu hỏi này ta phải trả lời cho công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn không phải công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì không có tư cách để hỏi. Vậy thì bây giờ mày quay video đi. Mày quay video mày hỏi tao câu nào, mày hỏi câu này, mày đưa chứng minh nhân dân với hộ khẩu lên để tao biết mày là ở đâu, để tao trả lời cho mày. Còn không có thì bấm nút biến mẹ đi. Không có tư cách để hỏi. Vậy thôi à bạn. Những cái gì nó liên quan tới pháp luật, nó liên quan tới hiến pháp đúng không? Đó thì cái đó là phải cái người nằm ở trong đất nước Việt Nam thân yêu thì mới có tư cách để hỏi. Còn không có cần phải trả lời cho mấy anh phản động bạn. Chuyện này không liên quan tới nó nha. Kêu Mỹ bỏ luật cảnh sát mang súng ra đường đi rồi Việt Nam cho luật biểu tình. Hình như ở cái tiểu bang nào của em, tiểu bang như Texas, bây giờ nó cho phép người dân mà cầm súng ra đường không cần giấy phép luôn. Tiểu bang Texas đó thì nhiều khi anh nhớ không có chuẩn, mà có cái tiểu bang nào bên Mỹ bây giờ cho phép người dân cầm súng ra đường mà không cần giấy phép luôn. Giấy phép nó nhiều loại nha bạn, tức là giấy phép mua cái súng nó khác, xong rồi đi cầm súng ra đường có cái giấy phép khác nữa. Mà bây giờ bỏ luôn cái giấy phép cầm súng ra đường, còn giờ dân nó có súng nó cầm vậy nè, nó cầm ra đường vậy nè. Đó, ghê chưa, ấn ăn không chung đùa đâu. Vậy mà mấy tiểu bang đó ít tội phạm đó, tao không biết ít tội phạm không tội phạm. Tao thấy số người chết súng đạn bên Mỹ thống kê tao nổi da gà. Bất công xã hội bên Mỹ xả súng, nhưng mà cái vấn đề nó xả súng là chết người dân lương thiện không, chết người dân lương thiện chứ không phải là nó mâu thuẫn nhau nó bắn nhau kệ nó chứ. Nhiều khi chưa ăn hết tô phở là một lỗ trên trán thì không biết lý do. Cũng thường thì nó mới vô tiệm phở nó xả mày ơi. Nó xả trong quán bar, trong nhà thờ, trong mấy cái hộp đêm đó, ở trong siêu thị đồ, mấy chỗ đông đông á, chứ phở xả gì chưa thấy đọc báo chưa thấy xả trong phở nha. Vì Việt Nam chơi súng chất không còn một ông. Thôi sai chính tả chỉ chất mày ơi. Mày chính tả sai lên sai xuống mày đặt đàm đạo rồi nọ kia phản động vẫn biết đồ, tao chán mày quá Nguyễn Lộc ơi. Anh Jason Bùi là Việt Kiều đu xà hay Việt Kiều đi máy bay mà chống cộng dữ vậy anh? Không, anh Jason Bùi là Việt Kiều bơi biển nha, chứ không phải là đu xà hay là đi máy bay gì cả. Việt Kiều bơi biển nha. Bơi biển thì đâu được gọi là Việt Kiều nữa anh Duy ơi. Thì ở nước ngoài nói tiếng Việt thì mình kêu Việt Kiều thôi chứ sao giờ mày khó quá. Ở gì à, con An Nhiên ăn ti Mỹ vậy mà phải sống nhờ vào nước Mỹ. Sai. Chị An Nhiên ăn ti Mỹ tặc thôi chứ chị An Nhiên không ăn ti Mỹ đế. Mỹ nó có hai Mỹ mày ơi, tao giải thích với mày nhiều lần rồi, chán chết mẹ luôn. Chừng nào chị An Nhiên ăn ti Mỹ đế đi rồi mày vô mày cà khịa. Chị An Nhiên đội Mỹ đế lên đầu hả mày ơi. Trời đất ơi, chị An Nhiên làm nghề nail kiếm tiền từ Mỹ đế đó. Biết không con. Nhưng mà chị An Nhiên sống ở bên nước Mỹ, chị An Nhiên cảm thấy mấy Mỹ tặc nó nói chuyện thấy ghét, nên chị An Nhiên mới đứng ra phản biện thôi. Hiểu không? Nhưng mà xui một cái chị An Nhiên đi mẹt ở nhà riêng nên mấy bạn Mỹ tặc á, người ta không chấp nhận sự thật. Người ta chấp người ta nói ở sao cái con này kỳ kỳ ta, cái con này ăn rồi nó cũng đi nó cà khịa Mỹ mà sao nó có tiền ta. Đó, còn trong khi mình đội Mỹ lên đầu mà mình vẫn ăn bơ phe ta. À, Duy nhầm rồi, nhiều người lên tiếng nói trái chiều là người dân Việt Nam, đâu phải bên Mỹ, đâu có đâu. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bà ở Việt Nam xong bà nói tiếng nói trái chiều đó, giờ bà đi qua bên Mỹ rồi mày ơi. Hiểu không? Bây giờ mình thấy cái người nào á mình biết thì mình mới nói, còn cái ad Facebook, ad lon, ad cốc đồ này nọ kia mình đâu thể nào nói được. Sao tao thấy toàn chê nước Mỹ? Tại vì có những cái khen thì đâu cần khen với mày, tại vì đang nói chuyện với mày mà mày đại diện cho Mỹ mà mày bần thấy mẹ luôn, nên chị An Nhiên mới đam mày thôi. Chứ lúc mà chị An Nhiên đi bầu cử, chị An Nhiên bầu cho Trump á, chị An Nhiên cũng đàng hoàng lắm. Tao thấy chị An Nhiên sống như được rồi đó, tuân thủ luật của Mỹ rất là gắt gao. Tại vì làm tiệm nail mà không tuân thủ luật Mỹ sao làm mày? Cũng đi bầu cử như ai chứ bộ. Còn chị An Nhiên có làm gì, có sống gì, có như thế nào thì cũng cần báo cáo với mày. Mà suốt cuộc đời của mày chắc cũng chị An Nhiên cũng thèm nhìn mặt mày đâu mày ơi. Nên thôi mày khe với bà làm gì kệ bà đi. Bà sống cái kiểu mà trung lưu rồi, không giỡn đâu, bà thương người thiệt. Thấy không? Bà rất là thương người nhưng mà bà cũng rất là giai cấp với mấy thằng phản động. Đối với mấy thằng phản động bà còn gắt hơn Duy Nguyễn rất là nhiều mà. Hiểu không? Duy Nguyễn nhiều khi nhìn thấy mấy thằng phản động có cái cũng tội nghiệp. Nên thôi chính bỏ là 10. Còn bà An Nhiên là bà bục trời ơi luôn. Nói chung tính bà vậy thì thôi chịu.
Cái gì mụ An Nhiên là người cương trực, Mỹ có gì, Mỹ có sai cái gì, bất công cái gì là lên tiếng ngay, Duy nghĩ sao? Nói chung thì tôi cũng không phải là như ông nói, tức là bà An Nhiên mới chỉ lên tiếng khi con Mỹ tặc nào đó nó bố láo thôi, còn nếu mà không có Mỹ tặc bố láo cà khịa Việt Nam thì bà không trả lên tiếng. Gì ri chèo dưới nợ tặc, chiên cầm đèn chạy trước ô tô, lục lá tìm sâu, thì tối ngày chơi với sâu không, nói vậy đó. Ngày chơi với sâu không à, bởi vì mà em tôi cũng không giờ tôi lôi chuyện nước này nước kia ra nói, trừ khi nào có Mỹ tặc rồi đó nó bố láo nó cà khịa thôi, chứ chuyện nó bình thường có gì đâu. Giờ Mỹ chống dịch như thế nào, sống chết thế nào, chuyện của Mỹ. Gì mâu thuẫn giữa giai cấp và mâu thuẫn dân tộc, giải quyết vấn đề nào khó hơn anh? Mâu thuẫn giai cấp với mâu thuẫn dân tộc, vậy theo mày cái nào là mâu thuẫn giai cấp mà cái nào là mâu thuẫn dân tộc? Sao có nhiều doanh nhân kiếm tiền trên đất nước Việt Nam mà vẫn kích động phản động như anh? Thì mấy thằng đó chơi không được, mấy thằng đó ở nước nào nó chơi cũng được hết á, nó ăn cây táo mà nó rào cây me không ổn rồi đó. À, cũng là người Việt Nam nhưng có rất nhiều người luôn hướng về tổ quốc, nhưng có những kẻ lại chấp nhận làm ký sinh trùng quấy phá. Đúng, cái gì khác biệt lý tưởng thôi mà làm gì chỉ trích dữ vậy men, lý tưởng cái con khỉ gì mày mở mỏ mày nói chuyện toàn là dùng chữ Việt Nam mày nói không à, mà lý tưởng mày chống Việt Nam cái đó được coi là lý tưởng hả con? Cái đó người ta kêu là mất dạy chứ không kêu là lý tưởng, hiểu không? Còn giống như S1 Snowden đó, cái thằng đó là cái như tổng thống nào lên là cũng xúc cổ mày thôi. Hay lý tưởng là con dân Việt Nam mà đi chống Việt Nam mà nói chữ lý tưởng nghe đã lỗ tai không? À, nhà ở Mỹ tùy khu, mấy tiểu bang lạnh, mấy tiểu bang lạnh cái nhà 2 tỷ to như cái sân banh, thì mày cũng biết là nói mấy tiểu bang lạnh mà, mày sống ở trong không khí lạnh mày cảm thấy thoải mái không? Vậy thôi, sống người ta phải sống ở bên Cali chứ, sống ở bên Cali người ta thứ nhất nó vui nó đông, thứ hai là khí hậu nó ấm áp nó đã, sống ở mấy tiểu bang lạnh trời ơi ba ơi nhức xương chết, nhiều khi chạy xe đi gặp tuyết này nọ cào tuyết đi cả buổi chưa đi làm được nữa, hiểu không? Bệnh lơ lắm ba ơi, cái gì nó không có cái giá của nó thôi chứ không đương nhiên tự nhiên cái nhà nó rẻ, đúng không em Lê Phùng? Mà ta thấy 100% á, mấy cái thằng á mà nó vô khịa anh á, anh rủ làm từ thiện anh xuống 50 triệu cái nó lặn luôn à. Phải chơi đi em, đàn ông mà, đúng không? 50 triệu còn có nữa, bị đặt lên mạng khịa, khịa gì giờ? Tại sao Việt Nam mình không vượt qua được nỗi đói khổ vậy anh? Ủa mày có đói khổ chưa? Mày có đói khổ chưa mà mày mày đại diện cho dân Việt Nam đói khổ nghe ghê mày. Nghe giống như thời kỳ gọi là thiếu lương thực do gì? Do Nhật. Do Nhật nó trồng thuốc súng quá vậy. Nước ta lãnh đạo cực kỳ kém. Bậy rồi. Ê. Ê. Không ai cùng nước với mày nha mày. Bậy rồi. Mày phải dùng nước mình. Chứ không được dùng nước ta. Đúng không? Nước mình là nước của mày. Đó. Còn ta là khác à. Ta là ở đây chung chung không được. Hiểu không? Tao đồng ý với câu là nước của mày á, lãnh đạo quá kém. Nhưng mà tao không đồng ý cái câu là nước ta lãnh đạo quá kém. Mà tao thể hiện rõ quan điểm luôn. Đúng không? Duy Nguyễn và những người ngồi đây á, thì không chung nước với nó. Còn nếu mà bạn chung nước với nó tôi giận á, bạn nói vậy là sai, không ai chống người Việt Nam cả. Tao không nói mày chống người Việt Nam mà tao nói mày chống nước Việt Nam. Đúng không? Mày chống nước Việt Nam là tao đập vô đầu mày được rồi, cần gì chống người. Ví dụ giờ Việt Nam tao đang tăng trưởng 7% ngon này, mà chống sao nó còn có 6,5 là tao lên gối giật chỏ 36 thế. Còn ví dụ như bây giờ mày nói á, Việt Nam này á cái gì giai cấp lãnh đạo mày không có phụt á, thì bây giờ á mày làm cái cuộc gọi là cái gì một 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 cái cuộc nổi dậy giống như Taliban đi rồi lấy thành bại luận anh hùng vậy thôi, ít ra vậy nó còn quân tử hay mấy em hen. Còn đằng này xàm thấy mẹ luôn, ban ngày làm kinh tế buổi tối làm chính trị online hả mày? Nói chung á thì cái gì gì chứ em đừng lấy mấy này ra em giỡn nha, em mới lấy mấy này ra em giỡn á, là yên tâm đi, trời đất ơi cờ đỏ vô đập em còn không không không, không gọi là gì không còn tồn tại được trên mạng đâu. Ăn nó chả nói mẹ hết chuyện, nói Duy Nguyễn ba sọc mới ghê chứ, trời ơi đùa hả con? Ừ mày đùa đi chứ mẹ tù là thiệt á.